trong quá trình thực hiện nghị quyết 54 thì phải nói là thời gian 5 năm, hết năm nay là 5 năm, nhưng nó có hai cái gần như là 2 năm đầu, hơn 1 năm đầu là chúng ta lay quay, chúng ta xây dựng các cái kế hoạch, những quy chế, tìm kiếm sự phối hợp giữa thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành để chúng ta triển khai. Bởi vì những cái nội dung thí điểm này đa số là những nội dung mới mà đã khác luật rồi thì chúng ta mất thời gian, chúng ta lay quay. Cái thứ hai, kế đó thì chúng ta gặp dịch. Nhưng cái điểm mấu chốt ở đây đó, mà trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách có nói đó, chỉ ra rất rõ, đó là cái sự chủ động quyết liệt đeo bám của thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai các cơ chế này là chưa đủ độ. Do vậy khi đến các bộ ngành nó vướng lại thì chúng ta cũng dừng lại luôn. Đây không phải là chuyện của thành phố, mà gỡ các cơ chế này thì để thành phố có điều kiện phát triển, để từ sự phát triển này đóng góp với sự phát triển của cả nước. Thì cái đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là khi phân tích thì chúng ta sẽ thấy cái này rất là rõ. Như vậy thì trong thời gian sắp tới đó thì nó có hai cái nhóm gì. Nhóm thứ nhất là nếu như Quốc hội thông qua thì chúng ta sẽ kéo dài thực hiện nghị quyết 54 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tức là thêm một năm nữa. Thì trong một năm đó thì thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những cái nội dung tốt đang thực hiện thuận lợi, ví dụ như tăng thu cho cán bộ công chức của thành phố đang thực hiện tốt, một số nội dung đang thực hiện tốt thì chúng ta tiếp tục phát huy. Nhưng các cái nội dung mà thực hiện được một phần hoặc đang gặp khó khăn thì sẽ ra soát để chọn trọng tâm. Ví dụ như là đối với các dự án thì thành phố sẽ rà soát lại trong các dự án đó để tập trung triển khai trong một năm tới, nó có những cái chuyển biến cụ thể rõ nét ở những dự án cụ thể. Thứ hai là đối với vấn đề tài sản công của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố thì chúng tôi sẽ rà soát lại, sẽ làm việc với các cơ quan và để xúc tiến được một số cái tài sản công nhất định trong vòng một năm đó. Và cái thứ ba là sẽ hoàn thiện thêm cái tiêu chí về thu hút nhân tài để trong năm 2023 cũng có thể thu hút thêm một số nhân tài. Đây là những nội dung mà trong thời gian vừa qua chúng ta đã nhận diện đúng rồi, nhưng mà chúng ta thực hiện chưa đạt, thì chúng tôi sẽ tập trung như thế. Nhóm việc thứ hai đó là tập trung xây dựng một cái nghị quyết mới thay cho nghị quyết 54. Thì cho đến giờ này sự chuẩn bị của thành phố Hồ Chí Minh đó là dự kiến nghị quyết mới nó sẽ gồm có những cái nội dung. Thứ nhất đó là cái cơ chế chính sách về đầu tư. Thứ hai là về tài chính ngân sách. Thứ ba là về tổ chức bộ máy, biên chế. Thứ tư là về quản lý đô thị, đất đai. Thứ năm là về quản lý xã hội. Thứ sáu là về cơ chế đặc thù cho thành phố Thủ Đức. Và thứ bảy là một số cơ chế chính sách cho trung tâm tài chính quốc tế. Với tinh thần là thành phố đề nghị thí điểm, tức là những vấn đề mới, những vấn đề mà thực tiễn thành phố đang đặt ra nhưng các quy định pháp luật chưa có, thì thành phố xin được thí điểm, hoặc là các bộ ngành thấy thành phố cần phải thí điểm những vấn đề đấy thì thành phố sẽ xin nhận đi thí điểm. Thứ hai là những vấn đề luật có quy định nhưng chưa đầy đủ, hoặc là quy định nhưng nó không còn phù hợp nữa với tình hình của thành phố, hoặc là còn chồng chéo thì thành phố xin được thí điểm. Đó thì với tinh thần là sẽ đồng bộ hơn, mạnh mẽ hơn và phân cấp phân quyền cho thành phố rõ trách nhiệm hơn, thì chúng tôi sẽ đề xuất theo hướng như thế. Và hiện tại đó thì đối với lĩnh vực, các cái lĩnh vực này thì đầu tuần sau, trên cơ sở đã chuẩn bị thời gian vừa qua và có các cái cuộc làm việc gần đây đó, thì thành phố đang hoàn thiện lại và đang xin ý kiến các bộ. Theo đó thì các vấn đề liên quan tới đầu tư, xin ý kiến bộ kế hoạch đầu tư, vấn đề liên quan tới tài chính ngân sách và trung tâm tài chính quốc tế thì xin ý kiến bộ tài chính. Vấn đề tổ chức bộ máy, biên chế, vấn đề cơ chế thành phố Thủ Đức thì sẽ xin ý kiến bộ nội vụ, bộ tư pháp. Vấn đề đất đai thì đã báo cáo làm việc với bộ trưởng, với thứ trưởng thì đã xin ý kiến rồi. Vấn đề đô thị thì xin ý kiến bộ xây dựng. Thì như thế thì chúng tôi cũng đang rất là khẩn trương, và nếu được thì trong tháng 11 này thì sẽ có báo cáo lần đầu cho đảng đoàn quốc hội, để từ đó thì có cái định hướng cho chuẩn bị sắp tới. Thì thành phố thì đang rất là phấn đấu là sẽ báo cáo sớm cho Bộ Chính trị để đến cái kỳ họp quốc hội gần nhất thì xin được trình cái nội dung này.
chứ không phải là phải chờ đến kỳ họp cuối năm 2023. 31 tháng 12 năm 2023 là coi như thời hạn chậm nhất mà phải có cái nghị quyết để thay nghị quyết 54. Thì thành phố với tinh thần là cũng rất khẩn trương chuẩn bị và mong muốn là cái nội dung này sẽ được thông qua ở kỳ họp Quốc hội gần nhất. Tất nhiên là đảm bảo cái quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết.